Chào các bạn, chắc chắn là với những bạn đã từng nuôi chó mèo thì đều hiểu sẽ có những vấn đề mà chúng ta cần phải liên hệ với bác sĩ thú y hoặc là mang ra bệnh xá thú y. Tuy nhiên thật là khó khăn trong cái mùa dịch này khi mà khó đi lại. Chính vì thế trong cái điều kiện mà chúng ta chăm sóc tại nhà cho các bé chó hoặc là mèo thì có những kỹ thuật các bạn cũng phải nên tập và chúng ta có thể làm chủ được trong quá trình chăm sóc thú cưng. Chắc chắn với những bạn mà quen chăm sóc thú cưng rồi thì việc cho uống thuốc cũng rất là dễ dàng và các bạn cũng biết cách thực hiện, và mỗi bé khác nhau thì có cái cách cho uống thuốc rất là khác nhau, dễ dụ nó hơn. Có bé thì thích ăn xúc xích thì chúng ta có thể nhét thuốc vào xúc xích để cho bé ăn hoặc là trộn với cơm. Tuy nhiên có một số bạn mới nuôi cũng chưa biết cách cho bé uống thuốc, hoặc là mình đã trộn cơm rồi bé không chịu ăn, thì có thể áp dụng cách của Long hướng dẫn là một trong những cách cho uống thuốc thôi. Nó đơn giản để các bạn có thể tự thực hiện tại nhà. Cách thực hiện là chúng ta cứ nhẹ nhàng thực hiện và tạo cảm giác cho bé thân thiện, vui vẻ và gần gũi thôi. Đầu tiên chúng ta dùng cái hai ngón tay này, ngón tay trỏ và ngón tay cái cặp cái hàm trên để chúng ta làm lộ cái miệng ra. Đó, khi mà lộ như thế này các bạn bóp hai cái gò má nó vô á thì nó sẽ không có khép lại được. Đó, nó khép lại nó sẽ bị đau. Vì đó là nó hạ họng ra thôi. Hoặc là các bạn những bé mà hàm không có mạnh lắm á thì chúng ta có thể đặt cái tay vào chặn ngang như thế này thì bé cũng không có khép lại được. Trong rất là nhiều trường hợp mà chúng ta cần phải cho uống thuốc viên, ví dụ như là tẩy dung nè, định kỳ phải tẩy dung thì cũng cần uống thuốc viên. Rồi, ví dụ như đây là một cái viên canxi mà Long đã tách theo cái liều dùng của bé rồi, thì giờ Long phải cho bé uống thử. Các bạn lưu ý nha. Đây. Rồi đó, khi bé hạ miệng rồi thì mình đặt cái viên thuốc sâu vào trong. Đó, mình đưa ngón tay vào, khép miệng bé lại. Rồi, các bạn lưu ý khi mà mình đặt cái viên thuốc vào trong thì cái ngón tay mình cần cắt móng tay để đừng có bị trầy xước bên trong cổ họng của đó. Chúng ta đưa sâu nhất có thể thôi, chứ không cần phải tới cổ họng ở trong đâu. Tức là hai tay phối hợp với nhau, tay này thì vịn mõm nè, và tay này vừa đưa viên thuốc vào khép miệng lại liền, hai tay khép miệng lại liền. Mình gước cái cổ bé cao lên thế này nè, đó, khép miệng lại, đừng cho bé hạ họng ra thì sẽ đẩy cái viên thuốc ra được. Mà khi mình khép miệng lại rồi á thì nó bắt buộc phải nuốt xuống, và khi mình cảm thấy cổ họng nó chuyển động á, nó vừa nuốt xuống cái nó lè cái lưỡi ra, nó liếm môi lên cái, tức là uống thuốc xong rồi. Và khi mà cho uống thuốc xong đó thì mình cũng để bé khoảng 1-2 phút mình quan sát coi nó có nhả thuốc ra hay không. Thông thường thì không có nhả thuốc đâu. Nếu nhả thuốc ra mình phải cho uống lại, tại vì có những cái loại thuốc mà không có đủ liều á thì nó không có đáp ứng tốt cái hiệu quả của thuốc. Với những cái trường hợp mà thuốc nó không phải là dạng viên mà là dạng thuốc bột hay là dung dịch thuốc nước thì chúng ta cho uống như thế nào? Thì nếu là thuốc bột á thì các bạn chuẩn bị một cái cốc để mà mình pha cái bột đó hòa tan với nước, chuẩn bị nước nè, với một cái cây để mà khuấy, tùy dụng cụ các bạn ở nhà có cái gì. Ví dụ như mình pha cái một chút cái thuốc bột này. Đây là gói men tiêu hóa thôi. Ở nhà thì mình pha nước thì nó tự uống. Tuy nhiên nếu những trường hợp bé nào không chịu uống thì mình có thể pha với nước thì mình cho bé uống rất là dễ dàng. Một chút nước thôi các bạn. Đó, mình sẽ khuấy đều ra. Nó tan hoàn toàn luôn, càng tan càng tốt. Đó, rồi các bạn chuẩn bị một cái ống kim nha, mà chúng ta không có dùng kim. Chúng ta nếu mà mua loại ống kim mà có kim thì chúng ta vậy, chúng ta bỏ kim ra. Mình sẽ hút hết nước ở trong cái phần này ra. Thì tùy, mình pha nước nhiều thì mình rút nhiều, pha ít mình rút ít, cho rút cho hết cái lượng thuốc ở trong cốc ra để cho nó đảm bảo đủ cái hàm lượng của thuốc. Bé có hai cái gò má hai bên nè, thấy không? Đó, cái gò má nó tách răng cùng bên trong nè, thì mình sẽ nhét cái ống theo cái đường hai bên gò má này. Các bạn tốt nhất á, thì mình vẫn là cho bé há miệng ra rồi mình bơm thuốc trực tiếp vào trong. Nhưng mà nếu các bạn không quen, để cho bé nó đỡ dãy dụa hơn thì mình cứ để vào phần gò má đi rồi bóp từ từ để cho bé uống. Đó, mình đó, mình đút cho phần gò má bên hông nè. Đó, mình bơm thuốc từ từ. Đó, chút thì nó sẽ nuốt hết chút thôi. Thấy không? Với cái thuốc mà nó không có bị đắng á thì bé sẽ uống hết trơn à. Còn những loại thuốc nào đắng thì các bạn phải lấy cái mõm nó ra, các bạn đưa cái tay vào và các bạn bóp bên trong này. Đó. Đó, thì nó uống hết rất là ngoan luôn.